Lao bây giờ cũng yếu lắm mà đúng không? Dạ yếu lắm rồi, ba bây giờ rất là yếu luôn. Hai vợ chồng em á là đút sữa cho ba mà đút cháo, đút sữa rồi rất là khó khăn. Dạ em không có tiền mua sữa cho con. Không có tiền mua sữa cho con. Cô nhờ cô mà đi chợ các nhà mình lẻ đừng mua gió, rất cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Các bạn đã đến kênh YouTube Trao Niềm Vui. Thì hôm nay lý do bệnh dịch quý ông bà, cô chú mình đi không được thì mình sẽ gọi online hỏi hoàn cảnh của gia đình em Thật. Nhưng quý ông bà, cô chú, giờ gia đình này thì mình cũng có quay nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay mình cảm thấy là gia đình này bây giờ lúc này đang rất khó khăn. Thì như thế nào? Mà quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn hãy theo em để em nghĩa lời cho quý ông bà, cô chú. Ô, chào em. À, khỏe. Đâu em quay cho thấy mặt rõ rồi. Đâu rồi. Quay ba em bị gì ạ? Ba em giờ bệnh nặng lắm rồi, giờ con gái là ông chắc không qua khỏi tầng à. Rồi không qua khỏi tầng rồi, nhà cái này có đi làm gì không? Em có thể em lấy điện thoại em đảo ngược lại á, em quay ngay ông cụ á để coi cái clip này anh có giúp em được phần nào không nha. Rồi anh cũng làm clip này để thì cái hoàn cảnh này là em tên Thật đúng không? Đúng không? Dạ. Em tên Thật đúng không? Dạ, dạ. Rồi lúc đó vợ em tên gì quên rồi, anh quên rồi, tại quay hoàn cảnh này lâu lắm quý ông bà cô chú. Giờ bữa nay cũng đảo lại thấy em cũng đăng lên Facebook của quý ông bà cô chú là ba chắc không khó qua khỏi tầng nữa. Tại bác sĩ chẩn đoán hay em chẩn đoán? Dạ không, tại ở nhà giờ nằm uống nước này kia ăn cũng khó. Vậy cái đó là tự động em đoán đúng không? Tự động em đoán đúng không? Tự động em đoán phải không? Dạ em tên Thanh. Dạ em tên Thanh, em tên Thật. Đâu em quay nghe ông cụ đây, cái này là thông qua này thì từ lúc vợ của bà chú thì em chưa từng mà quay video mà để gọi làm cái này vừa gọi qua Zalo và để cho quý bà cô chú tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh của anh này. Chắc anh Thật có, anh Thật năm nay nhiêu tuổi rồi Thật? Anh quay lâu quá quên rồi. Thật năm nay nhiêu tuổi rồi? Đó ông cụ. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em hay anh nhiều lâu quá quên rồi, nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Bạn yếu hả? Để nói vô đây muốn bà cô chú, tại ra vào đây thì cái mạng nó yếu. Nó đây ông cụ ba của Thật. Rồi ông bị bệnh gì hả Thật? Dạ ba cũng nhiều bệnh đó anh ơi, bệnh cũ với lại cũng bị lao đó. Bị lao hả? Viêm phổi, bị tim huyết áp luôn anh. Rồi ông cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 68. 68 hả? 68 tuổi. Rồi Thật nay nhiêu tuổi? Quên, không biết cách xưng hô chứ. Đây dạ 41. 41 là gì, kêu bằng anh chứ. Tôi kêu bằng anh chứ, tôi mới ba mấy. Rồi rồi không gài ở nhà cho ông cụ uống thuốc hay là cái gì? Uống thuốc Tây hay là uống thuốc Nam hay sao? Dạ thuốc lạnh trong cái sổ đó. Trong sổ. Rồi cũng lãnh thuốc thôi chứ đâu có bác sĩ khám được hả? Hôm đó nay cũng cỡ 2 tháng mấy 2 tháng vậy, rằng là dịch này nè đâu có phát thuốc đâu, đi mua không anh. Rồi hổm gài có làm gì không? Dạ không, hôm đó là dịch bị chốt hết rồi, đâu có đi đâu được, chưa gỡ chốt mà. Rồi tiền đâu sống? Mấy bạn bè với lại nhờ mấy cái đại lý này kia, bạn có đến gửi cho chút đang ăn uống qua mùa dịch nè. Rồi ý là bạn của đại lý bỏ giấy số mình này kia đúng không? Ta có hỗ trợ đúng không? À, hỗ trợ với Trung Định gì đó, với lại mấy bạn học của em nè. Bạn học nữa hả? À. Rồi bây giờ mấy đứa con ở vòng vòng nhà hay là gửi cho ai rồi? Dạ ở trong nhà không anh ơi. Không đi ra ngoài đường. Đi ra phạt. Rồi xong mùa dịch này tính đi bán vé số tiếp hả? Nếu mà hết dịch đi bán vé số tiếp hả? Dạ dạ. Chứ biết làm gì giờ cũng chưa biết nữa, không biết chừng nào bán lại được đây. Không ngoài chắc chết đói á. Ừ. Mà em nhắc lại là hai vợ chồng em là bị bệnh gì? Bị khuyết tật á. Ừ, bị khuyết tật. Đó cái còn cảnh này thì đối với ông bà cô chú đó bây giờ quay lại vợ với con rồi hỏi coi bây giờ có ước điều gì không để coi úp lên lâu quá không thăm gia đình đó mấy đứa con ông bà cô chú hai đứa không thằng trai với đứa gái đó. Hello nay như tuổi rồi thật bé này tên gì? Úc Thịnh Điên với Thanh Quyền. Thanh Quyền hả? Đó. Úc nè. Lớn 4 tuổi, nhỏ 3 tuổi. 4 tuổi. Rồi, cảm ơn chị ba. Mở được không chị ba? Rồi, cảm ơn. Dạ dạ, để ăn chút nha. Rồi ba phát bệnh đây lâu chưa? Dạ cũng bệnh cũng lâu rồi anh. Dạ. Hoàn cảnh này thì em cũng có quay nhiều với bộ chú. Giờ bữa nay mới thì bữa nay tình hình dịch thì đâu đi được đâu. Mà thấy em đó đăng lên Facebook á, thấy ba bé bữa nay ba anh Thật bữa nay cũng yếu rồi cũng bảo chú. Hai vợ chồng thì chỉ giống như giờ là em là bị chất độc màu da cam hay sốt bài liệt Thật? Em bị chất độc màu da cam. Nhỏ lớn. Hai vợ chồng luôn hả? Vợ thì bị sốt. Em cũng bị sốt bài liệt. Vợ thì bị sốt bài liệt, em thì bị chất độc màu da cam hả? Dạ. Ý là nó cũng nằm bên chất độc màu da cam đó anh. Mà ông cậu làm giấy nó làm lộn á. Làm lộn. Thì bây giờ nè, bây giờ hỏi vợ tên gì nãy quên mất tiêu rồi anh Thật. Dạ, vợ tên Thanh. Vợ tên Thanh. Bây giờ quay là hỏi chị Thanh chút coi. Rồi bây giờ ví dụ hôm gài thì tôi cũng quay anh chị cũng nhiều rồi đúng không? Rồi cũng nhờ bạn này kia xuống cũng có quay đúng không? Cũng hỗ trợ được cũng khá rồi thì hôm nay thì thấy hai anh chị quay lên ông bác thấy cũng sót rồi. Bây giờ nếu mà Thanh là người đại diện gia đình đi, tại anh Thật rồi cầm máy rồi, bây giờ nếu mà có điều ước gì không nói đây đây coi thử coi điều ước có thành hiện thực không. Bây giờ có ước gì không? Giờ em cũng biết sao nữa, nhìn thấy ba mình giờ nhà yếu đi mà giờ em chỉ có chút ít để mà xây sở trong nhà để mà ba khỏe rồi. Ba thì em không biết là ba có khỏe là nổi. Bây giờ nói luôn nè, bây giờ ví dụ gia đình mình khó khăn vậy, bây giờ ước khiêm tốn thôi nha. Nếu mà ước được nhiều, bây giờ cứ nói đi để cho ông bà cô chú này kia biết đường tính. Dạ chồng chị là chút ít thôi. Chút ít là nhiêu bây giờ chút ít là nhiêu nói luôn đi. Hả? Cái gì? Hả? Dạ, ông bà cô chú cho em được nhiêu thì em mừng đấy. Rồi vậy cũng được ha. Mời chú cho nhiêu từ nhiêu. Tại từ cấp giờ tôi làm tôi cũng đâu hứa vậy đâu nha. Thì cứ quay lên hoàn cảnh này thì em cũng nhắc lại đây là hoàn cảnh của anh Thật. Năm nay là 40 mấy tuổi và vợ thì Tinh Thanh cũng 40 mấy luôn hả? À, cũng 40 mấy luôn không? 40, còn chồng là 42 hay 43? 41. Rồi chồng thì bị chất độc màu da cam, là hai cái giò ông bà cô chú là giống như sốt bại liệt luôn á. Còn vợ thì đáng lẽ ra là cũng chất độc màu da cam luôn, nhưng mà làm giấy tờ là chứng nó lộn á, là qua là sốt bại liệt đúng không? Thì mình cũng nhắc lại luôn quý bà cô chú, thì có một người cha trong nhà là bị lao hả? Lao bây giờ cũng yếu lắm mà đúng không? Dạ yếu lắm rồi, ba bây giờ rất là yếu luôn. Hai vợ chồng em đó là đút sữa cho ba mà đút cháo, đút sữa rồi rất là khó khăn. Rồi. Dạ, không nuốt được. Qua là mới giúp chiều hôm qua đây là ba không đút nước cho ba được luôn. Ba còn hút được. Thì bây giờ thì tóm lại là đơn sơ vậy thôi nha. Rồi kết thúc clip rồi. Thì em có đôi lời gì gửi đến quý ông bà cô chú mà lúc trước mà có hỗ trợ cho em không? Thì bây giờ mình cứ quay lại thì coi cái hướng ông bà cô chú có giúp em phần nào nữa không. Thì bây giờ em cảm ơn những ông bà cô chú mà chuyến trước đã giúp đỡ em đó. Chị đó lộn. Dạ, em xin chân thành cảm ơn các ông bà cô chú và Mạnh Thường Quân, ông bà cô bác giúp đỡ cho vợ chồng em trong những lúc khó khăn. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn, và chúc ông bà cô chú và các anh Mạnh Thường Quân và đã hỗ trợ giúp em trong hoàn cảnh lúc khó khăn này. Bây giờ hỏi luôn, là hỏi thiệt nè. Bây giờ nhà có số tài khoản ngân hàng không? Dạ không. Không hả? Không rồi, ví dụ ông bà cô chú mà có hỗ trợ rồi sao tôi đem vô được? Em cũng không biết nữa, là mấy lần nay thì bạn bè thì cũng đi gửi shipper đó, rồi lên tới chốt quá người ta gọi cho ông xã em ra. Còn bây giờ anh không gửi được giúp tụi em thì anh giữ giùm cũng được. Thôi thì anh muốn làm gì mà anh cũng chưa hứa được cái điều gì, nhưng mà gần đó có thế giới di động vì theo gì không? Có, nhưng mà không ra được luôn á. Không ra được luôn hả? Thôi thì bây giờ chỉ úp lớp này lên cho quý ông bà cô chú thấy hoàn cảnh gia đình em vậy thì có cái hướng, có thể có hướng giúp đỡ em. Còn cái phần mà vì sao thì tính tiếp nha. Rồi cái clip cũng kết thúc đây nha. Chúc hai vợ chồng luôn sức khỏe để lo cho ông cụ nha. Và cũng chúc ông cụ qua nhanh hết bệnh nha. Dạ thì rồi cảm ơn hai vợ chồng nha, ba nha. Dạ thì cái clip em thì cũng quay hoàn cảnh của Thật của ông bà chú, là hai vợ chồng thì từ giờ em cũng có kể rồi. Bây giờ cộng thêm là có người cha là giống như là bây giờ bị lao mà lao nặng nữa rồi, ông cụ cũng yếu quá, thì cũng yếu mà không biết đi ngày nào. Thì cái clip em chị up lên đây cho quý ông bà cô chú anh chị bạn cảm thấy gì có một cái gia đình thật sự là nó cũng rất đáng thương. Thì cái clip em tới đây cũng kết thúc. Cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú đã thương tình ủng hộ kênh YouTube Trao Niềm Vui. Thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ em nha, để cho video em lan tỏa, để em có cơ hội giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Dạ cảm ơn, bye, chào. Cảm ơn nha quý ông bà cô chú anh chị.